Daisy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube Daisy Phạm USA Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Daisy và gia đình đến Grand Century trong khu vực Việt Nam Town để xem kiều bào mình đang có những cái hoạt động để chuẩn bị đón Tết Quý Mão như thế nào nha quý vị. Đây bây giờ nhà mình đã đến Grand Century rồi nha quý vị. Trên đường đến đây thì trời mưa. Tuy nhiên là đến nơi thì thấy xe cộ vẫn đông đúc, không có dễ gì kiếm cái chỗ đậu xe đâu quý vị. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm Nhâm Dần đó. Chắc bà con đang tranh thủ để mua sắm những món truyền thống của ngày Tết, bởi vì đầu tuần lại phải đi làm rồi đó thưa quý vị. Bây giờ Daisy nhìn thử xem ở bên ngoài thì còn những cái cây cảnh gì nha. Rồi những cái cây cảnh nhỏ nhỏ, những cái chậu bonsai thì vẫn còn. Daisy nhìn thấy là trời mưa, có thể là hoa thì đang được đem vô bên trong đó quý vị. Daisy nhìn thấy là cây mai dây thì còn nè. Còn những cây ăn trái như mình thấy là cây chanh nè, cây Việt Quất nè, cũng còn. Cây đào mà màu vàng thì hoa vàng đây thì Daisy thấy còn á. Xa xa ở đằng kia có vẻ là Daisy thấy còn có đào màu hồng màu đỏ đâu quý vị. Những cái cây của nghệ nhân làm thì nghe nói là 400 đô đến 500 đô một cây đó quý vị. Bây giờ mình vô gần cái cửa mình xem thì còn hoa để thờ, hoa để cúng, mâm trái cây cho mâm ngũ quả thì vẫn còn quý vị ơi. Nụ tầm xuân thì còn, nụ tầm xuân hồng, nụ tầm xuân trắng, hoa cúc nhỏ cũng còn. Ai chưa mua thì ghé mua nha bà con, để có không khí Tết trong nhà cho nó đầm ấm đó quý vị. Bây giờ mình đi vào bên trong để mình xem bên trong nhộn nhịp như thế nào nha. Đây thì đang đi với mẹ. Đi gì à? Đi để cho quý vị xem. Cảnh sát. Gì anh đang đến đâu? Đây là quán mứt. Trời đông quá trời ha. Thì phong bì lì xì đây quý vị. Đây dễ thương quá. Đông quá trời luôn. Hi. Mọi người cười phấn khởi lắm quý vị. Mọi người nói là năm nay sinh con gái là ngon không? Nam nhâm tử quý không quý vị? Đây thì sẽ quay ở đây Quý Mão đây để mẹ của Daisy vô rồi chụp hình rồi. Đây đây đó, đây là mẹ của Daisy và cụ đang đứng ở đây. Daisy chụp hình cho bà cụ. Đông như vậy nha quý vị.
đông luôn. Bánh tét, bánh trứng, mứt. Xem thử trong này có mứt gì nè. Đi. Mình có mứt. Mứt dừa, mứt gừng nè. Mứt này là chắc bí, mứt bí đao. Này bí đao. Mẹ nói mứt bí đao. Mứt dừa. Yeah. Đi. Hạt điều. Ô mai. Hạt sen. Và đây là hộp cá mứt hỗn hợp. Ôi quá. Đây là kẹo. Rồi đây chúng ta hãy xem những cái giỏ quà mà con được đi nha, không thể. Phải công nhận là khi mà nói đến mùa xuân thì cái biểu tượng của hoa mai không thể nào thiếu được, đúng không quý vị? Sẽ làm mình ấm lòng quá. Bây giờ mình từ dỡ cái hàng mứt này để mình nồng đi ra đây. Quý vị biết cái bánh gì đây không? Bánh thuận. Mình hay kêu đây là bánh thuận. Đông quá trời đông hơn quý vị thơ. Chỗ này là khu vực của bà con quay vì mỗi năm là một năm mới. Giờ anh quay, mình đi chợ Tết, mình coi không khí xuân của những ngày cuối năm của kiều bào hải ngoại ở San Jose cũng xong rồi. Bây giờ thì đèn cũng đã lên rồi, mình quay về thôi. Cái gì còn một cái chỗ mà đi gì sẽ về đi nữa, đó là đi gì muốn đi đến Costco, bởi vì nghe mọi người nói là Costco đang bán cúc rất là đẹp. Trên đường đi về thì đi sẽ chân thành gửi lời cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đang xem trên YouTube Daisy Phạm USA Cuộc Sống Mỹ, và hẹn quý cô chú